Minh Hải, miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 8, một ngày thứ hai đầu tuần. Chúc cho các bạn có một tuần làm việc thật là bình an, vui vẻ và may mắn. Hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới các bạn, đó là về chủ đề nói về cô dâu U63 người Cao Bằng live stream quên bật ứng dụng chỉnh sửa lộ nhan sắc giả nua, ai nhìn cũng ngán ngẩm. Và sau đây tôi kính mời các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 8, thứ hai đầu tuần. Lời đầu tiên cho tôi gửi tới, chúc cho các bạn có một tuần làm việc thật vui vẻ, bình an và may mắn. Và hôm nay tôi lại tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn một thông tin mới nhất vừa cập nhật, cũng liên quan đến là vợ chồng đôi Đỗ Lệch, tức là bà U63 lấy phi công trẻ người Cao Bằng. Và có lẽ chưa có chuyện tình yêu nào khiến cho chúng ta theo dõi một cách bền bỉ như là cuộc tình của những đôi Đỗ Lệch là U63 và U65 ở Đồng Nai. Hầu như ngày nào trên các trang mạng, trên báo chí, trên là các cộng đồng YouTube đều nói tới là cặp đôi này. Đó. Và cặp đôi ở Đồng Nai thì một thời gian là coi như là U65 im hơi lặng tiếng, chỉ có thầm kín thôi. Nhưng mà các là YouTuber là theo dõi hàng ngày, đưa tin hàng ngày. Đó. Còn nói đến cặp đôi là U63 người Cao Bằng này thì lúc nào các bạn không vào chứ tối nào cũng là livestream trên đặt trên Facebook. Đó. Nhưng không ngờ là ngày hôm nay tôi phát hiện ra là các bạn biết không, bà ta livestream trực tiếp thì thấy một cái gương mặt đó tôi đăng lần trước, các bạn thấy không? Quá dễ sợ luôn các bạn. Và ai nhìn cũng rất là ngán ngẩm. Đó. Vì thời gian trước đó bà ta nói méo cái miệng là làm bên là Mỹ, là thẩm mỹ. Rồi một thời gian đến nay là cũng đã rất lâu rồi, nhưng khuôn mặt bây giờ nó cũng rất là đáng sợ. Còn những tấm hình chụp mà đăng lên á, cho chúng ta xem là đã qua là Photoshop rất là nhiều lần, dòm rất là đẹp và bắt mắt. Nhưng mà không ngờ là hôm qua tôi chụp được những tấm hình livestream trực tiếp của bà ta thì mới thấy rõ là những gương mặt đó rất là ngán ngẩm và già nua của là bà cụ là 63 tuổi này. Đó, đây mới thực sự là những cái hình thật và chuyện của người ta. Nhưng mình thường hay nói tại vì sao bạn không? Nếu người ta bà cụ 63 tuổi này với phi công trẻ không hay lên livestream, không trực tiếp thì chúng ta cũng chả có gì để phải nói, đúng không các bạn? Nhưng đã như vậy rồi mà bà ta cũng hay lên livestream cực kỳ luôn, một ngày có khi là livestream là đến là vài ba lần, còn tối nào hầu như là hai vợ chồng cùng lên livestream. Và tôi cũng đã phát hiện ra một điều, đó là đây là một cách chơi rất khôn ngoan của là vợ chồng này. Đó, livestream đây là không phải là trò đùa là chơi, mà livestream đây để là bán hàng trực tuyến cho rất nhiều, là mỗi lần hai vợ chồng lên livestream là có rất nhiều người vào xem. Đó, người ủng hộ cũng có mà người ném đá cũng rất là nhiều. Đó, nhưng mà ai ném đá, mặc ném đá là bà cụ này vẫn bình thản, ngày nào cũng lên livestream. Đó. Và hôm nay thì hôm qua tôi để lại cái khuôn mặt lỗ ra và tôi đã nhìn thấy rất rõ. Thì các bạn thấy đó, lần trước đó, tôi đăng là những tấm hình đó khác nhau hoàn toàn, các bạn thấy không? Đó, và nó phản cảm lại hai tấm hình khác nhau. Đó, lúc thì bà đăng lên bà cà mặt rất là đẹp. Cái máy mà nó qua chỉnh sửa thì rất là đẹp, nhưng mà khi mà cái máy để nguyên hình thì cái đó là rõ ràng mới thấy là cái người thật là của bà cụ này, phải không các bạn? Đó, các bạn nhìn kỹ đó, thấy gương mặt tôi thấy là đúng là ngán ngẩm thật, mà thấy là cái sắc mặt đúng già nua luôn,
không biết là bỏ một tiền rất là nhiều rồi, đó hàng triệu ra để mà làm, nhưng mà gương mặt cũng chả thấy là thay đổi gì nhiều đâu, mà càng thấy thêm dễ sợ thêm. Đó, các bạn thấy đó. Và những ngày này trên cả nước, tức là nói đồng bào nhân dân ta trên cả nước đang là gồng mình để phòng chống lại cái căn dịch Covid-19. Nó đang diễn ra là trên thế giới và Việt Nam của chúng ta rất là phức tạp, các bạn ạ. Nhưng mà cặp đôi đối lệch này cứ luôn luôn live stream theo một cách rất là quá lãng mạn và quá phản cảm. Rồi là bà là lo, bà làm cái live stream bà lo là gần là tới ngày là hai người kỷ niệm ngày cưới rồi, nhưng mà cái tình trạng dịch bệnh này không biết sao đây. Trời đất ơi, già quá rồi, đã gần 70 rồi. Đó, mà hai nữa là lấy một người thì quá trẻ so với lứa tuổi của mình. Mình quảng bá ra làm gì cho nó nhiều, càng quảng bá thì càng bị là dân cộng đồng mạng họ ném đá. Đó, tôi nhiều lúc không biết sao mà lại suy nghĩ không ra, mà sao bà cụ lại nghĩ một cách như vậy, luôn luôn đưa hình ảnh của mình hai vợ chồng để mà lên cộng đồng hàng ngày hàng giờ, không biết để làm gì. Và tôi nói thật á, hôm qua có đăng một video trong là cái YouTube của là của bà cụ 63 tuổi đó, các bạn vào mà xem. Cái video nào cũng là 50 lượt thích và 50 lượt không thích, và những cái comment ở dưới thì nói rất là đau lòng, mà không biết cách đó để làm gì. Và bán hàng mà lên livestream trực tiếp mà dưới này thì người ta chửi quá trời luôn, các bạn vào xem thấy đó. Người khen thì cũng có, mà người chửi ngày ném đá cũng nhiều, thì làm sao mà chịu nổi. Đó. Và gương mặt thật của mình thì mình cứ đưa lên rồi Photoshop, rồi đưa lên trưng đi trưng lại 2-3 lần, ngày nào cũng vậy. Đó, bây giờ thấy một cái gương mặt, các bạn thấy không? Đó. Sinh lão bệnh tử là vòng quay chắc chắn mà cuộc đời mỗi người phải trải qua. Một người phụ nữ đã gần 70 tuổi rồi, không thể mong có nhan sắc tuổi 30 được. Làm sao mà cái nước da đàn hồi nó được như tuổi 30. Đó. Nên đừng cố gắng. Cố gắng nếu càng tạo, càng làm đẹp thì càng sẽ chết sớm. Tại vì cái nước da mình nó đâu phải là như tuổi trẻ nữa. Cứ để vậy đi. Bây giờ càng sửa là càng thấy sợ đó. Đó, nên mà đừng cứ đưa tận sát vào cái máy quay, chứ đưa tận sát vào máy quay là rất dễ sợ. Đó là tôi nói thật. Đó, và cũng bớt livestream đi. Đó, livestream thì làm sao chứ đêm nào tôi thấy cũng livestream, tôi vào để tôi xem một chút thôi. Tôi thấy rất nhiều người là ném đá xúc phạm. Đó, mà mình nhất là bà cụ đã lớn tuổi rồi, để cho những người họ xúc phạm thì mình thấy cũng đau lòng lắm. Nên là không cần đâu. Thiếu gì bà cũng giàu có mà, bà làm thiếu gì việc. Đó, chứ livestream như kiểu này nó đau lòng lắm. Đó, tại vì là cứ ngồi lên bên một người trai trẻ, quá trẻ, bằng cháu của mình thôi. Nên là bây giờ là những đứa trẻ họ vào họ xúc phạm, rất là đau lòng. Nên theo sư thiêm bản thân tôi á, đó, làm sao? Bây giờ khổ lắm. Bây giờ như là cái cô mà ở dưới 65, bà cụ ở 65 ở Đồng Nai đó, bây giờ có trốn đi rồi có ở nhà đóng cửa đi rồi người ta cũng moi ra. Khổ thật, đúng không? Để lại tai tiếng. Bây giờ thấy đó cái hậu quả phải gánh chịu. Đó, và bà cô là U mà 63 có bằng này cũng vậy thôi. Tôi thấy là khó đó, khó để cho nhiều người để mà ủng hộ được. Mà giờ mà có về, không làm gì thì người ta cũng moi ra, người ta nói à. Cái tiếng đời để lại thật là mệt, phải không các bạn? Đó, nổi tiếng đâu thì không thấy, lấy chồng trẻ sướng đâu không thấy. Chứ tôi thấy là tôi thật, tôi người ngoài thôi. Tôi mà thật nói đến là tôi thấy cũng đã chạnh lòng, đau lòng rồi. Đó. Đấy. Làm đẹp làm gì nữa? Như vậy thôi, tuổi mình như vậy là được rồi. Làm càng xấu đừng lên làm, người ta làm càng đẹp. Chứ mình càng làm càng xấu thì chẳng có là nên làm gì. Vâng. Và đến đây thì tôi cũng là tạm dừng video lại. Chỉ nói đến đây thôi. Nói cả, nếu mà nói cái cặp đôi này chắc nói cả ngày cũng không hết. Không hết. Và tôi cũng chúc cho là các bạn có một tuần làm việc thật là vui vẻ.
Và tôi cũng rất cảm ơn các bạn là trong thời gian qua luôn đăng ký và ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Và tôi cũng là cố gắng là tiếp thu, học hỏi để ra những video chất lượng hơn và lấy những thông tin nóng, chính xác để gửi tới cho mọi người thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.